Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn một tool bypass cho máy Nomad, là tool Teddy nhé. Ở video này thì mình bypass cho một bạn qua UltraView, chiếc iPhone 7 Plus đang chạy ở phiên bản OS là 14.5.1. Tool Teddy này thì sẽ bypass cho máy Nomad full nghe gọi và máy có Mate thì free nhé. Các bạn bypass cho máy có Mate dùng Wi-Fi là free. Link tải tool thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video nhé. Các bạn chỉ cần tải về sau đó thì các bạn sẽ mở tool lên thôi. Các bạn lưu ý cho mình là trước khi mà các bạn bypass thì các bạn phải jailbreak máy sẵn nhé. Hiện tại thì phiên bản check lên mới nhất là phiên bản 0.12.4, hỗ trợ jailbreak cho các bạn ok trên phiên bản OS 14, 13 và OS 12 cũng được nhé. Ở đây thì bạn này đã jailbreak máy sẵn rồi, nên là bây giờ thì mình chỉ có chạy tool thôi. Cái tool này thì các bạn sẽ phải add series nhé. Các bạn sẽ mở tool, lấy series máy và add lên web là ok. Các bạn nhớ cho mình là đối với những cái chiếc điện thoại bypass thì các bạn cần phải xóa sạch sẽ máy. Sau đó thì các bạn jailbreak máy và các bạn phải kết nối wifi nhé. Phải setup điện thoại đến chỗ đăng nhập tài khoản iCloud hay là khóa kích hoạt. Sau đó thì các bạn mới chạy tool nhé. Tại vì nhiều trường hợp các bạn không kết nối wifi thì các bạn sẽ không chạy được tool. Ở đây thì mình sẽ yêu cầu bạn này là kết nối wifi và setup điện thoại đến khóa kích hoạt. Để chắc chắn nhất thì các bạn bắt buộc phải setup đến khóa kích hoạt nhé. Nhiều khi mà con máy này nó khi mà các bạn setup vào trong thì nó không thể kích hoạt được, hoặc là các bạn không kiểm tra kỹ. Đối với những con máy mất email thì các bạn chạy tool thì nó cũng sẽ không được nhé, và nó không thể kích hoạt được. Nên là cái bước này là bước bắt buộc các bạn phải làm nhé. Phải kết nối wifi và setup điện thoại đến khóa kích hoạt. Khi mà nó đến khóa kích hoạt như này thì các bạn sẽ lấy series máy và ép lên web cho mình nhé. Các bạn nào cần chạy Nomad, máy Nomad full nghe gọi từ iPhone 7 đến iPhone X thì các bạn cứ inbox cho mình. Các bạn hoặc là các bạn tải tool về, các bạn gửi series máy cho mình ép lên web, các bạn chạy ok cái tool này luôn nhé. Còn bạn nào chưa biết thì có thể inbox mình hướng dẫn để các bạn có thể làm ok. Tool này là sẽ bypass full nhé. Ở đây nó hiện lên như này thì các bạn sẽ mở khóa điện thoại và chọn tin cậy trên điện thoại cho mình. Tool này thì sẽ bypass full cho máy Nomad nghe gọi, hỗ trợ đến phiên bản OS 14.7 nhé. Các bạn sẽ lưu ý cho mình nếu điện thoại của các bạn đang ở phiên bản OS 14.6 thì các bạn hạ về 14.5.1 hoặc là các bạn lên 14.7 nhé. Ở phiên bản OS 14.6 thì tool Nomad nó sẽ không chạy được nhé. Khi mà tool nó chạy đến khoảng 90% như này thì nó sẽ yêu cầu các bạn là mở khóa thiết bị và tin cậy một lần nữa. Thì các bạn sẽ mở khóa điện thoại và chọn tin cậy cho mình là tool nó chạy ok nhé. Tool này thì các bạn chỉ cần hai click chuột là bypass full cho máy Nomad. Nhiều các bạn hỏi mình là 5m Nomad có bypass nghe gọi được không thì bypass nghe gọi được nhé. Nhưng mà hiện tại những cái tool mà giá nó khá là rẻ thì các bạn sẽ không bypass nghe gọi được, mà các bạn sẽ sử dụng một cái tool khác. Trước trong cái video trước thì mình có chia sẻ cho các bạn là hai cái tool, một là iRemover và hai là Check M8 nhé. Như 5m thì giá nó khá là cao. Còn tool này thì Nomad nó chỉ hỗ trợ từ iPhone 7 đến iPhone X thôi nha các bạn. Sau khi mà các bạn chạy tool xong thì các bạn sẽ tiến hành là đăng nhập tài khoản iCloud vào trong máy. Sau đó thì các bạn sẽ kích hoạt FaceTime lên cho mình. Khi mà các bạn chạy xong như này thì các bạn sẽ tắt tool đi mở lại cho mình nhé. Những cái tool bypass cho máy Nomad khi mà các bạn bypass xong thì nó sẽ không kích hoạt được FaceTime. Vậy các bạn sẽ cần phải fix. Ở đây thì các bạn sẽ tắt tool đi mở lại thì các bạn sẽ thấy cái dòng màu xanh nó sẽ là fix iServer nhé. Lúc đầu nó là active thì các bạn chỉ cần tắt tool đi mở lại thì nó sẽ hiện lên là fix iServer, tức là fix FaceTime, iMap và fix thông báo nhé. Ở đây thì mình sẽ yêu cầu bạn này là đăng nhập tài khoản iCloud vào trong máy, sau đó thì sẽ kích hoạt FaceTime lên. Khi mà các bạn chưa fix thì sẽ không thể kích hoạt được FaceTime nhé. Khi mà các bạn này đăng nhập tài khoản iCloud xong và vào FaceTime để kích hoạt thì mình sẽ chọn cái dòng fix iServer này để fix FaceTime và fix thông báo. Khi mà fix xong, nó chạy tool ok xong thì máy nó sẽ tự khởi động lại và vào lại trong màn hình chính. Lúc này thì các bạn sẽ vào lại FaceTime, các bạn kích hoạt lại cho mình nhé. Khi mà FaceTime nó lên ok, tức là con máy này đã sử dụng được FaceTime và iMap bình thường và full thông báo nhé. Tool bypass máy Nomad thì nó có nhiều dạng nhé. Như iBypasser thì các bạn sẽ nạp credit vào tài khoản. Khi mà chạy tool thì các bạn sẽ đăng nhập tool và các bạn chạy thì nó sẽ trừ credit. Còn cái tool này thì các bạn sẽ lấy series máy, các bạn add lên web. Các bạn chạy máy nào thì các bạn sẽ add series máy đó, và cái series máy của các bạn sẽ lưu ở trên cái cơ sở dữ liệu của
của cái tune này nhé. Các bạn nào cần bypass máy Nomad, bypass Mate hoặc là máy mất email thì các bạn cứ inbox cho mình. Có Mate cũng nghe gọi được nhưng mà giá thì nó hơi cao nha các bạn. Ở đây khi mà fix xong như thế này thì máy nó sẽ tự khởi động lại. Bây giờ thì mình sẽ chờ máy nó khởi động lên thì Baotool nó sẽ nhận cái thông tin của cái máy nhé. Và mình sẽ test cho các bạn xem luôn cái chức năng của máy. Nói chung là nó sẽ full như một con máy bình thường, nhưng mà là iCloud ẩn và các bạn sẽ không được update và không được restore máy. Bây giờ thì sẽ kích hoạt lại cái FaceTime lên nhé. Khi mà các bạn fix xong thì kích hoạt nó ok, nó hiện lên như này là kích hoạt ok này. Là kích hoạt ok. Các bạn chờ một lúc là nó kích hoạt được nhé. Trong trường hợp mà các bạn không kích hoạt được bằng số điện thoại thì các bạn sẽ kích hoạt bằng cái tài khoản iCloud cho mình. Tại vì trong nhiều trường hợp mà sim các bạn không còn tiền thì nó sẽ không kích hoạt được. Các bạn nhìn như này là đã kích hoạt được FaceTime ok rồi. Và bây giờ thì mình sẽ test nghe gọi cho các bạn luôn nhé. Nghe gọi thì ok, nó lên tên nhà mạng như kia thì nghe gọi là ok rồi. Ok. Các bạn nào cần bypass máy Nomad nghe gọi thì các bạn cứ inbox cho mình nhé.